Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào đề này, cũng đề cuối kỳ 1 năm rồi luôn, 2023. Còn lớp 6, thời gian 90 phút. Thì đây là của huyện Củ Chi. Rồi thì trong đề này nó chỉ cho mình tự luận không cho trắc nghiệm nha. 6 câu, thời gian làm bài trong 90 phút. Rồi đề chỉ có một trang thôi, thầy sẽ hướng dẫn em làm cái đề này. Nhận giải. Rồi. Câu A nó kêu mình tìm ít biết. Thì bài này nó cho mình ABC luôn, 3 câu, làm cho từng câu ha. Thì ở đây chúng ta sẽ ta tiểu là 2x, ta tính cái lũy thừa này ra trước đi ha. 5 lũy thừa 2 là 25, 3 lũy thừa 3 là mình bấm máy là 27. Thì tới đây hiểu là sao? 2x là số bị trừ, 25 là số trừ, 27 là hiệu. Vậy tìm 2x mình sẽ lấy hiệu cộng với số trừ. Rồi tính ra 27 cộng 25 là ra 52. Rồi mình tìm x, mình sẽ lấy tích chia thừa số còn lại, tức là lấy 52 mình chia cho 2. Và 52 chia cho 2 là ra 26. Rồi là chúng ta hoàn thành được câu A. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào câu B. Ở đây 2 là thừa số thứ nhất, 100 trừ x là thừa số thứ hai và 80 là tích. Vì chúng ta tìm 100 trừ x. Đó. Chúng ta lấy tích chia thừa số thứ nhất 80 chia 2. Và chúng ta phải tính ra 80 chia 2 này ra là 40. Và tiếp theo chúng ta mới nhìn cái vị trí của x nè. Trăm là số bị trừ, x số trừ, 40 là hiệu. Vậy tìm x là tìm số trừ. Nên số bị trừ là trăm trừ cho hiệu là 40. Và chúng ta mới tính kết quả này ra 100 trừ 40 là ra 60. Rồi là chúng ta hoàn thành xong câu B. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu C. X lớn hơn trừ 3, bé hơn 3. Mà x này đúng ra là đề của thằng này nó thiếu nha. Ờ, thầy bổ sung. Mà x là số nguyên. Đấy, x là số nguyên nữa mới đúng. Còn này không là số nguyên, này rất là nhiều số nha. Rồi. Số nguyên mà lớn trừ 3 bé hơn này thì này nó có nhiều giá trị nha. Thì nhiều giá trị là mình phải ghi cái thuộc, giống ghi cái bằng và phải để trong ngoặc. Lớn trừ 3 là thiếu 3 đồng, lấy nè, có dấu bằng, rồi tới thiếu 2 đồng, rồi tới thiếu 1 đồng, rồi tới không thiếu, rồi tới 1, tới 2. Không lấy số 3, bởi vì nó nhỏ hơn 3, nên ta không lấy số 3. Đó là chúng ta có và tổng cộng là 6 giá trị, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ qua bài số 2 là tính. Tính. Thì bài này nó có 3 câu ABC. Chúng ta sẽ thực hiện 3 câu. Câu A thì chúng ta đã biết cái cách để tính rồi. À, không nói lại, đó là chúng ta thực hiện cái gì trước? Lũy thừa trước, 24 là tới nhân chia, tới cộng trừ, hoặc tròn, hoặc vuông, hoặc nhọn, được chưa? 2 lũy thừa 3 là 8. Rồi 3 lũy thừa 2 là 9 nhân 2. Rồi thực hiện nhân chia trước cộng trừ sau, đúng không? Lũy thừa để chia với nhân là thực hiện riêng biệt được nè. 24 chia 8 là ra 3. Còn 9 nhân 2 là 18. Rồi lấy 3 trừ 18 mình có 3 đồng. Mình thiếu 18 đồng, mình trả đi 3 đồng, còn mình lại thiếu lại 15 đồng. Còn không biết thì bấm máy nó cũng ra nha. Là chúng ta hoàn thành xong câu A. Bây giờ chúng ta vào câu B. Cái câu B này chúng ta thấy là có một tròn, một vuông, một nhọn trong một tròn tính trước nè. Tức là 12 trừ 3 này là phép trừ, có một phép tính thôi tính trước. 12 trừ 3 là nó sẽ ra là 9. Đấy. Rồi tiếp theo trong mặt vuông thì chúng ta thấy có phép cộng và phép lũy thừa.
cộng thôi và có lũy thừa thì chúng ta tính lũy thừa trước. Tức là 9 bình phương là 9 nhân 9 là 81. Rồi sau đó chúng ta thực hiện trong mặt vuông phép cộng là 10 cộng 81 nè. Đó, là 10 cộng 81 là nhiêu? 91. Rồi tới đây chúng ta thực hiện phép nhân trước và phép trừ sau. Đúng không? 3 nhân 91 là 273. Rồi chúng ta lấy 20 trừ 273 là còn, ví dụ mình có 20 đồng, mình thiếu 273 đồng, mình trả đi còn âm 253. Tức là thiếu 253.000. Còn không biết dùng máy tính bấm ra cũng đúng nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu C. Thì cái câu này chúng ta hiểu rằng là ở đây chúng ta thấy có lũy thừa, đúng không? Có lũy thừa, nhưng mà cái lũy thừa đầu tiên chúng ta dùng cái tính chất phép tính của lũy thừa. Còn những cái lũy thừa này chúng ta tính ra được ha. Thì chúng ta nhớ công thức tính chất của lũy thừa là như thế nào? Đó là A mũ M chia cho A mũ N là bằng A mũ M trừ N. Đấy, nhưng mà mình hiểu sao hai cái lũy thừa này giống nhau chia nhau là bằng một luôn, khỏi cần lấy 4 trừ 4, tại vì mũ không cũng ra một thôi. Rồi mình sẽ tính cái gì? 3 lũy thừa 2 này ra nè. 3 lũy thừa 2 là 3 nhân 3 là 9. Còn cái gì mà lũy thừa không á là theo tính chất là bằng 1. Đấy, thì chúng ta lấy 2020 mũ 0 là bằng 1. Rồi tới đây chúng ta thực hiện phép nhân trước nè, 9 nhân 1 là 9. Rồi, thực hiện phép cộng 1, 9 là 10. Rồi, chúng ta sẽ hoàn thành xong bài chúng ta sẽ hoàn thành xong bài C. Rồi, ở chỗ nào thắc mắc thì cứ hỏi thầy. Rồi, nếu không có thì chúng ta sẽ đi vào câu tiếp theo. Đó là câu số 3. Số học sinh khối 6 của một trường trung học cơ sở từ 300 đến 400 học sinh. Tức là có thể là 300 hoặc là 400 hoặc là làm giữa, chắc chắn là làm giữa. Những cái đề này thường nó có nào hai đầu mút đâu. Biết rằng số học sinh đó khi xếp hàng 9, hàng 12, hàng 15 vừa đều vừa đủ, có từ vừa đủ hiểu rồi ha. Tức là chúng ta hiểu cái từ khóa của cái đề này là nó cho cái từ là nhớ ha, từ là vừa đủ. Vừa đủ thì mình dẫn tới là mình hiểu mình sao là chia hết, chia hết mình sẽ dẫn tới cái gì là bội chung. Bội chung thì chúng ta muốn tìm bội chung thì chúng ta tìm bội chung nhỏ nhất, và bội chung nhỏ nhất là bằng tích các cái gì, các cái giống hoặc khác đều lấy lớn, nha. Đấy, rồi chúng ta hiểu về này ha. Vậy nó kêu tìm số học sinh thì chúng ta đặt cái đó là kiểu ít. Rồi ít học sinh là số học sinh khối lớp 6. Đó thì ít này nó sẽ thuộc cái gì? Thuộc là N sao? Thì theo đề bài ta có là sao? Số học sinh là từ 300 đến 400. Tức là ở đây ít nó lớn hoặc bằng 300. Nó bé hơn hoặc bằng là 400. Nó ra hiểu ha. Đó. Cái thứ hai là ship vừa đủ thì chia hết. Tức là ít sẽ chia hết. Đó. Ít sẽ chia hết cho gì? 9. Ít chia hết cho 12. Đó. Ghi chữ và đi ha. Và ít chia hết cho 9, ít chia hết cho 12. Ít chia hết cho 15. Thì chỗ này chúng ta hiểu ít chia hết thì ít sẽ thuộc là bội chung. Đấy. Thuộc là bội chung của những cái số đó. 9, 12, 15. Rồi. Thường là người ta sẽ ghi cái này trước, cái này sau, cái nào trước cũng được. Để tìm bội chung, chúng ta phải tìm bội chung nhỏ nhất. Bởi vì cái công thức bội chung á, là nó bằng bội của bội chung nhỏ nhất. Đó. Rồi, vậy chúng ta phân tích ra thừa số nguyên tố. Rồi, chúng ta hiểu ha. 9 là chúng ta bấm máy tính ra. 9 bằng tiếp độ, nó ra là 3 lũy thừa 2. Rồi, tiếp theo chúng ta bấm 12, phân tích ra. 12 bằng tiếp độ,
Đó là 2 lũy thừa 2 nhân 3. Rồi, tiếp theo là 15 bằng xít độ. 15 bằng xít độ. Nó ra là 3 nhân 5. Vì chúng ta sẽ tìm ra là bội chung nhỏ nhất của 9, 12, 15. Thì theo công thức nó bằng nhân lại những cái giống hoặc là khác đều lấy lớn. Vậy đây có hai trước là số nhỏ nhất 2, lũy thừa 2 không có giống nào lấy nó luôn, lớn là nó đó. Con mình đó thì nó lớn nhất. Rồi tiếp theo đó 3 lũy thừa 2, 3 với 3. Đó như vậy thằng nào lớn? 3 lũy thừa 2 lớn nhất đúng không? Đấy 3 lũy thừa 2. Rồi tiếp theo là có 5 thôi, khác. Vậy thằng đó, con mình đó thì nó là lấy lớn luôn. Thế 5. Tính ra 2 lũy thừa 2 là 4, 3 lũy thừa 2 là 9, 5 để lại. 4 x 9 x 5 là 4, 5 là 20, 20 x 9 là 180. Rồi tiếp theo chúng ta mới tính ra là ít thuộc bội chung nhỏ nhất thuộc bội chung chứ nha. Ít sẽ thuộc theo kết quả bội chung á, là mình sẽ tìm bội chung, mình lấy bội của bội chung nhỏ nhất, bội của bội chung nhỏ nhất, và bội chung nhỏ nhất ta là 180 đó, 180. Thì thuộc bội của 180 là gồm những số nào? Là củ chương 180. 180 nhân 0 là 0. 180 nhân 1 là 180. 180 nhân 2 là 360. 180 nhân 3 là 540. Ngưng. Vì sao ngưng? Bởi vì ít của mình bén bằng 400. Chúng ta tính ra 360 thì nó chưa qua 400. 540 nó đã qua là ngưng liền. Và chúng ta sẽ dùng dấu 3 chấm ha, đóng mặt lại. Tính nữa thêm một hai số nữa vẫn đúng không sai nhưng mà thừa chơi. Và chúng ta sẽ suy ra ít, chúng ta sẽ chọn cái giá trị nè từ 300 đến 400, thì trong này cái bộ này nó chỉ có số 360 là nằm trong cái khoảng đó thôi. À, thì mình giải thích là vì ít thuộc số tự nhiên đó, ghi cái đó và ghi thêm cái điều kiện nữa là từ 300 đến 400 đó. Rồi vậy chúng ta có ít rồi là chúng ta kết luận ngay nha. Yêu cầu của đề bài là tìm số học sinh. Cái lượng là vay số học sinh của khối lớp 6 đó là 360 học sinh. Rồi là chúng ta hoàn thành xong bài số 3. Rất cơ bản chưa? Không khó. Để càng làm nhiều đề lên. Chúng ta làm nhiều, nếu sau này mà em học mà giỏi giỏi khá khá thì sẽ làm cho đứng cái đề thi học sinh giỏi luôn. Để cho em phát triển kỹ năng hơn nha, làm được đề học sinh giỏi luôn. Chứ không phải là làm đề thi học kỳ không nha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ qua bài số 4. Rồi, Nam mang theo 200.000 đồng vào nhà sách. Nam mang theo 200.000 đồng vào đi đồng vào nhà sách mua 5 quyển vở, 4 cây bút bi, 2 cây bút chì. Cái số lượng là mình biết cái này ha. Vở là 5, bút bi là 4 và bút chì là 2 và tiền đem theo biết luôn. Đọc cái thông tin tới đâu là mình phải nắm chắc tới đó. Rồi mỗi quyển vở có giá là 7.000. Vậy mình mua 4, 5 quyển mình tính ra được số tiền vở đúng chưa? Bút bi là 4 cây, mỗi cây 6.000, tính ra được số tiền mua bút bi. Và bút chì 2 cây, mỗi cây 3.000 đồng, tính ra được. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu tiền? Thì muốn biết số tiền còn lại thì mình hiểu rồi. Mình phải tính cái số tiền còn lại, mình lấy cái số tiền mình mang theo mình trừ cho số tiền mình mua thì còn lại chính là số tiền còn lại đấy nha. Rồi vậy chúng ta phải tính nè. Vậy cái số tiền Nam mua vở, bút bi và bút chì là 5 quyển vở, mỗi quyển 7.000, lấy 5 nhân 7.000 thì cái này chính là cái số tiền vở đó. Còn bút bi là 4 cây, mỗi cây 6.000 là 4 x 6.000 là số tiền bút bi. Và bút chì là 2 cây, mỗi cây 3.000, đây chính là số tiền bút chì. Rồi và chúng ta sẽ tính ra 5 x 7.000 cộng 4 x 6.000 cộng 2 nhân cho 3.000, nó sẽ ra là 65.000 đồng, đem theo 200.000 đồng. Vậy còn dư bao nhiêu để mình đem tiền về đúng không? Vậy Nam còn lại số tiền là lấy 200.000 đồng. Mình trừ cho 65.000 đồng. Cái này mình nhẩm vẫn được mà đúng không? Còn lại 135.000 đồng. Đó, rồi là xong. Đó, chúng ta hoàn thành xong
Bài số 4. Có chỗ nào không rõ thì hỏi thầy ha. Rồi, chúng ta sẽ đi vào bài số 5. Một mảnh vuông hình chữ nhật A, B, C, D. Hình chữ nhật thì chúng ta nhớ những công thức tính diện tích của hình chữ nhật và chu vi hình chữ nhật. Đây, nhắc luôn. À, tới đâu nhắc tới đó đi ha. Nhớ là diện tích hình chữ nhật. Đấy, là tiểu học mình học rồi. Để chiều dài nhân với chiều rộng. Cái công thức này rất là cơ bản. À. Rồi, chu vi hình chữ nhật. Chu vi hình chữ nhật thì nó bằng dài cộng rộng nhân 2. Hay còn người ta còn gọi là 2 nhân cho dài cộng rộng. Rồi, đó còn cái diện tích mà của hình vuông á là bằng cạnh nhân cạnh. Chúng ta phải hiểu công thức này nha. Cạnh nhân với cạnh là diện tích hình vuông. Còn chu vi của hình vuông á là 4 nhân với cạnh. À, cạnh nhân 4 hay là 4 nhân với cạnh. Đó là cái công thức mà chúng ta cần phải nằm lòng. Bởi vì đi thi chúng ta không có biết công thức này là chúng ta sẽ bị bí nha. Rồi, một mảnh đất hình chữ nhật. Đó, được chia thành hai phần. Phần trồng cây ăn quả và phần trồng rau là hình vuông N, B, M, E. Đã thấy cái hình trồng rau là mình vuông không? Rồi, như hình vẽ cho CD là chiều dài hình chữ nhật, cho AD là chiều rộng là 25, chiều dài 40 và NC là cái cạnh này thì mình muốn tìm được NB á thì mình trừ nhau thôi, lấy BC trừ cho NC. Đó. Vậy bây giờ nó kêu mình tính chu vi của phần đất trồng rau. Chu vi thì mình phải tính là gì? Cạnh nhân cho 4. Vậy mình tính NB nè. Mình hiểu hình chữ nhật thì mình phải tính BC, BC, ABCD là hình chữ nhật, đúng không? Thì cái tính chất của hình chữ nhật là như thế nào? Các cạnh đối bằng nhau. BC nó bằng AD. Đó. Cho nên AD để cho là 25 thì BC bằng 25. Rồi, nó cho NC rồi mình phải tính cái cạnh BN. NB đi đó NB mình tính NB mình lấy BC trừ cho NC lấy cạnh BC này mình trừ cho NC ra NB nha rồi BC của chúng ta là 25 NC của chúng ta là 18 trừ nhau ra 7 rồi chúng ta có được cái cạnh của hình vuông thì chúng ta muốn tính được chu vi của phần đất trồng rau thì chu vi của hình vuông chính là cạnh nhân cho 4 em là 4 nhân 7 đó là 28 mét. Xong. Câu A. Nha. Chúng ta sẽ đi vào câu B. Tính diện tích phần trồng cây ăn quả. Muốn tính được diện tích trồng cây ăn quả này thì chúng ta dùng phương pháp là lấy cái diện tích lớn này trừ cho diện tích trồng rau. Đó. Cái phương pháp này người ta gọi là cái phương pháp là bù. Dùng cái hình lớn trừ hình nhỏ ra cái hình cần tìm. Đó. Vậy chúng ta tính diện tích phần trồng rau trước, diện tích mảnh vườn hình chữ nhật trước đây, tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật ABCD. Đó, hình vườn hình chữ nhật là lấy dài nhân cho rộng, tức là tôi lấy gì? A CD nhân AD. CD là 40, AD là 25. Chúng ta nhân ra là 1.000 đúng không? 25 nhân 4 là 100 rồi, 1.000 mét vuông. Đấy. Rồi sau đó chúng ta tính diện tích của cái gì? Của cái phần mà trồng rau, nha, phần đất trồng rau. Đất trồng rau. Thì chúng ta hiểu hình vuông thì chúng ta lấy cạnh nhân cạnh. Tức là chúng ta lấy BN nhân với BN. Và BN chúng ta tính ra được NB thì giống như NB BN cũng vậy thôi. Là lấy 7 nhân cho 7 là bằng 49 mét vuông. Rồi, vậy chúng ta hiểu ha. Chúng ta tính diện tích phần đất. À, diện tích phần trồng cây ăn quả. Thì chúng ta lấy diện tích hình chữ nhật trừ cho diện tích trồng trồng rau. Tức là lấy 1.000 trừ cho 49. Nó ra là 951 mét vuông. Đấy. Là chúng ta hoàn thành xong cái câu 5. Có chỗ nào thắc mắc thì hỏi thầy nha. Rồi, nếu không thắc mắc, chúng ta sẽ đi vào câu cuối cùng.
Trong ngày lễ ẩm thực, bạn lang đến một gian hàng thì thấy bảng thực đơn như sau. Thực đơn, menu, bánh tằm là 10.000 đồng một phần, vai mì hấp 10.000 đồng phần, gỏi cuốn 4.000 đồng phần một cuốn, nước cam 15.000 đồng một ly. Viết tập hợp A, gồm tên các món ăn có trên bảng thực đơn. Tên là cái này, còn cái này là giá thì tên là mình phải hiểu ha, tập hợp A của mình đó. Và viết ra là bánh tằm đó, bánh tằm rồi khoai mì hấp ha, rồi gỏi cuốn đó, rồi nước cam. Xong chúng ta đi vào câu B. À, Lan mua 2 phần bánh tằm, 3 ly nước cam thì phải trả cho người bán hàng bao nhiêu? Thì dễ quá rồi. 2 bánh tằm, một cái bánh tằm 10.000, vậy 2 cái bánh tằm lấy 2 nhân 10.000, đó là tiền bánh tằm, 3 ly nước cam mỗi ly 15.000, thì lấy 3 nhân 15.000 cộng lại đúng không? Thì ở đây nếu em trình bày chung hoặc là trình bày riêng là tùy, trình bày chung luôn ha. Đấy, cái số tiền Lan phải trả cho người bán hàng là lấy 2 phần bánh tằm mỗi phần 10.000 cộng cho 3 pha nước cam mỗi phần 15.000 thì nhẩm cũng ra được nè, 2 x 10.000 là 2.000, 3 x 15 là 45, 45 x 20 là 85.000 đó. Rồi như vậy là chúng ta hoàn thành xong đề của huyện Cần Giờ, rất là đơn giản.